promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats. Trang chủ Chelsea chính thức thông báo đã chịu một thành công cầu thủ chơi cánh Christian Pulisic với giá cao ngất ngưỡng lên tới 64 triệu euro. Tuy vậy, Pulisic sẽ được cho Borussia Dortmund mượn tới hết mùa giải này và chỉ chính thức cập bến Stamford Bridge vào mùa hè tới. Đây thực sự là một mức giá khá đắt đỏ dành cho ngôi sao trẻ năm nay mới 20 tuổi khi biết rằng hợp đồng của cầu thủ này sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên, lo sợ sự cạnh tranh từ phía Liverpool, Chelsea buộc phải sớm hành động. Kể từ khi có màn ra mắt đội một Borussia Dortmund vào năm 2016, Christian Pulisic đã có 115 trận đấu ở Bundesliga mùa giải năm nay. Cầu thủ trẻ người Mỹ đã có được 3 bàn thắng sau 18 trận khoác áo Dortmund cùng với 23 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Với bản hợp đồng này, Pulisic chính thức trở thành cầu thủ đặt giá thứ 3 trong lịch sử câu lạc bộ Chelsea sau thủ thành Kepa Arrizabalaga 71 triệu bảng và tiền đạo Alvaro Morata 60 triệu bảng. Sau khi đánh bại Newcastle 2-0, Ole Gunnar Solskjaer đã cân bằng thành tích của Sir Max Busby vào năm 1946, người cũng từng dẫn dắt Manchester United chiến thắng ở 4 trận đầu tiên ra mắt trong vai trò huấn luyện viên trưởng đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh hiện tại. Tuy vậy, chưa chắc Ole Gunnar Solskjaer sẽ được trao quyền huấn luyện viên trưởng dài hạn sau khi mùa giải này khép lại. Trong khi đó, ban lãnh đạo Man United đã sớm liên hệ với những mục tiêu như Zinedine Zidane hay Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, sát thủ có gương mặt trẻ thơ đã chính thức lên tiếng về tương lai. Tất nhiên tôi không muốn rời Manchester United. Đội bóng sở hữu một nhóm những cầu thủ xuất sắc, tinh thần thi đấu của họ luôn cao. Thế nhưng tôi chỉ muốn tập trung cho những trận đấu tiếp theo. Tôi sẽ thực hiện công việc của mình, miễn là tôi còn tại vị ở đây. Thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa và Atletico Madrid đang đối mặt với nguy cơ mất hậu vệ tài năng Lucas Hernandez về tay Bayern Munich. Thông tin gần đây cho biết nhà đương kim vô địch Bundesliga sẽ đến Madrid và kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ người Pháp trị giá 80 triệu euro. Hai câu lạc bộ sẽ ngồi vào bàn đàm phán khi mùa giải này khép lại và Philos Prohiplankos đồng ý rằng mức phí chuyển nhượng sẽ thấp hơn điều khoản giải phóng mà Bayern sẽ phải trả nếu mua lại hợp đồng ngay trong tháng này. Cho dù đã sa thải Jose Mourinho, nhưng ban lãnh đạo Manchester United vẫn đồng ý rằng đội bóng này cần bổ sung thêm một trung vệ chất lượng. Theo Toto Mercato, United đang theo rất sát trung vệ 27 tuổi người Hy Lạp Kostas Manolas của AS Roma. Năm 2017, Manolas đã từ chối đề nghị của một loạt những đại gia để ký hợp đồng mới với bầy sói. Tuy nhiên, nguồn tin từ phía Italy khẳng định hợp đồng mới này thậm chí chỉ giúp ngôi sao người Hy Lạp ra đi dễ dàng hơn, bởi lẽ nó bao gồm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 36 triệu euro, một mức giá khá rẻ trên thị trường hiện tại. Vấn đề lớn nhất của Manchester United lúc này là thuyết phục được Manolas rời Roma ngay trong tháng 1. Đây là điều không dễ dàng vì Roma đã lọt vào vòng 1/8 Champions League. Nhiều khả năng, anh chỉ đồng ý phá vỡ hợp đồng với Roma vào mùa hè 2019. Trong mùa hè vừa qua, Barcelona đã hất tay trên của Roma để có được Malcolm với giá 41 triệu euro. Thế nhưng, tiền vệ người Brazil đã không thể hiện được nhiều tại Camp Nou. Cầu thủ 21 tuổi mới chỉ có 9 lần ra sân trên mỗi đấu trường cho Barcelona. Dù thất sủng, nhưng Malcolm đang nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trong số đó có Quảng Châu Evergrande. Câu lạc bộ Trung Quốc đang được dẫn dắt bởi trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro đã gửi lời đề nghị trị giá 50 triệu euro. Nếu muốn tiếp tục ở lại châu Âu chơi bóng, Malcolm cũng có thể suy nghĩ để chuyển tới Everton. Câu lạc bộ ở Premier League cũng đang rất muốn có sự phục vụ của anh ngay trong tháng 1. Thương vụ Isco đến Chelsea đang đứng trên bờ vực đổ bể vì theo truyền thông Anh, Chelsea sẵn sàng tậu Isco với giá 75 triệu bảng và cho anh mức lương 250.000 bảng một tuần. Tuy nhiên, người đại diện của tiền vệ Tây Ban Nha cho rằng thân chủ của mình xứng đáng được hưởng mức lương cao hơn, mặt khác cũng đang tìm cách ve vãn sự chú ý của PSG. Dù rất muốn đem Isco về đá cặp với Oza, nhưng huấn luyện viên Maurizio Sarri đã lắc đầu với đề nghị tham lam của tay cò của cầu thủ 26 tuổi. Chưa kể, họ còn vừa mất khá nhiều tiền cho thương vụ Pulisic.